cơn mưa bay bay đến bên thời ta đã về nghe mưa khát khao. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn mưa bất chợt chiều nay không ngăn được bước chân của sứ giả Lan Trinh tìm đến với gia đình mà đã đăng ký vào chương trình Gia Đình Tài Tử ngày hôm nay. À, nhà này nè. Em chào cả nhà. Dạ. Nằm trong một con hẻm nhỏ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh là tổ ấm của gia đình anh Phương, chị Trang. Đây là anh Lê Vũ Phương, 29 tuổi, một chiến sĩ công an trẻ trung và khá vui tính. Vợ anh là chị Võ Thị Mỹ Trang, hiện làm giáo viên cho trường trung học gần nhà. Hai anh chị có một bé gái đầu lòng tên Bảo Anh, gần 1 tuổi. Ngoài ra, mẹ vợ anh Phương là cô Trần Thị Lợi, 51 tuổi, từ dưới quê lên giúp chăm cháu ngoại. Chưa kể hôm nay còn có rất nhiều hàng xóm đến hỗ trợ tinh thần cho gia đình anh Phương. Dễ. Trời ơi, cái dễ thì ai cũng muốn dễ. Nhưng mà bây giờ thích trò chơi vận động hay là khéo tay hay là trí nhớ? Theo em thì em thích vận động hơn. Ngày hôm nay Lan Trinh sẽ dành cho gia đình mình trò chơi ngồi một chỗ và đoán thử nha. Em có cái này. Đồng hồ đếm giờ. Thử thách của anh chị cần có một khoảng thời gian nhất định. Rồi, cái này thì dễ đúng không? Cái này quen không ạ? À? Chị đoán thử coi để làm gì? Áo thịt quá. Sắp xếp gì quá. Cô ơi, cô nghĩ với cái bộ bài này mình sẽ làm gì? Trong trò chơi cờ bạc hai là bói toán. Ô, từ cờ bạc tới bói toán luôn. Con chắc chắn là chương trình không có chơi hai cái đó rồi đó. Vậy bây giờ con xin phép cả nhà để mình đọc thử thách của chương trình dành cho gia đình nha. Thử thách xếp tháp bài. Thử thách xếp tháp bài. Trong vòng 2 phút với 15 lá bài, bạn phải xếp được 3 tầng tháp theo hình mẫu quy định. Người chơi thực hiện thử thách trên bàn có trải khăn do chương trình cung cấp. Sau khi hoàn thành tầng thứ 3, tháp bài phải được giữ vững trong thời gian 3 giây. Phần thi thất bại nếu thực hiện thử thách quá thời gian quy định là 2 phút. Phần thi cũng thất bại nếu sau khi hoàn thành, tháp bài không đứng vững trong thời gian 3 giây. Với trò chơi như thế này thì chị nghĩ sao? Hơi khó. Dễ cũng dễ mà khó không khó thì cho mình luyện tập. Rồi. Tay bạn nó vui quá. Còn như cô già quá là còn đi cầm chân tay nó cũng còn vui. Vâng. Nên cái tác động của cô chắc không có gì lắm. Vậy có gió. Ở trong phim trường sẽ không có gió. Dạ. Và anh Quyền Minh ảnh cũng sẽ không thở luôn. Anh đứng gần anh là ảnh không thở, anh giữ hơi thở lại luôn, đúng không, là nó bay mất. Nên anh cứ yên tâm. Nếu như mà anh xếp được tháp bài này trong vòng 2 phút như quy định và chiến thắng thì phần thưởng của anh đã tăng lên so với trước đây. Là cụ thể là giải thưởng hiện tại trị giá 14 triệu đồng. Với 10 triệu là từ chương trình Gia Đình Tài Tử và 4 triệu do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gửi thêm vào quỹ tiền thưởng cho anh chị. Tiền thưởng này sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của gia đình thông qua hệ thống là Internet Banking. Còn nếu như mà anh chị thất bại thì trước đây là 1 triệu đúng không ạ? Bây giờ được 2 triệu, 1 triệu từ chương trình và 1 triệu từ Maritime Bank. Rồi bây giờ mình phải quyết tâm lên. 1, 2, 3, quyết tâm. Vui quá quý vị, gia đình nào mà sứ giả đến đều vui cả. Họ sẽ có 7 ngày để cùng nhau luyện tập, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trải nghiệm. Ngày hôm nay họ sẽ đến sân khấu để thực hiện thử thách đó. Không biết họ có hoàn thành hay không. Chúng ta chào đón gia đình anh Lê Vũ Phương. Xin mời. Chào cả nhà. Chào anh Linh. Tuần qua vui không anh? Rất là vui ạ. Tại cả nhà rất là sum tụ nguyên một gia đình. Anh chiến sĩ công an. Dạ đúng ạ. Chà, sao nhỏ con vậy ta? Dạ. Nhỏ nhưng mà có võ đúng không? Hôm nay chúng ta đã có mặt đầy đủ thành viên gia đình. Quê cô ở đâu cô? Dạ quê Trà Vinh. Trà Vinh mình có gì nổi tiếng ta? Bánh tét dừa. Bánh tét hả? Dạ. Bánh tét trà cuông á hả? Bánh tét trà cuông. Cô có biết có bánh tét trà cuông không? Biết. Trứng thịt với đậu xanh. Gói bằng lá gì? Lá chuối. Rồi chú đâu rồi? Ở nhà. Hôm nay đứng trước khán giả thì vui không cô? Vui. Thôi đứng đây luôn nha, khỏi về nha. Về chứ không đứng luôn thôi. Được. Đâu có ai cho đâu đứng. Xin hỏi cô ạ. Cô là mẹ vợ của Phương. Cô ở nhà làm gì? Nhà làm ruộng trong ngoài Quảng Trị á. Kết xui với Trà Vinh hả? Trà Vinh. Xa xôi vậy có về miền Tây thăm bà xui lần nào dạ, chưa? Có. Hôm nay gia đình mình tụ tập đây rất là vui. Con mong muốn điều gì? Mong cho con Phương được chiến thắng để sinh nhật bé Bảo Anh. Rồi 14 triệu đồng tổ chức sinh nhật lớn rồi nha. Trước khi họ thực hiện thử thách thì Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với 7 ngày luyện tập của gia đình ngày hôm nay. Hôm nay vợ chồng chị gái anh Phương đến chơi. Ngay lập tức anh rể cũng bị cuốn hút vào thử thách này. Tuy nhiên nó không hề đơn giản. 1, 2, 3 ngã. Thất bại. Đang trong thời gian nghỉ hè nên ngoài lúc chăm sóc gia đình, chị Trang rất nhiệt tình thử sức mình. 1, thậm chí 2, còn khí tài 3, xã. Nhưng chị lại sớm chịu thua trước tiên. Khó quá trời hoài. Qua đi. Không thể ngồi yên, bà ngoại cũng sẵn sàng tham gia. Mà việc này có vẻ còn khó hơn chăm cháu ngoại của bà nhiều. Cuối cùng, mọi hy vọng của gia đình đều dành cho anh Phương. Không để mọi người thất vọng, anh Phương tăng cường tập luyện. Kể cả những lúc giữ con như thế này. À, điện thoại của tôi nghe. Con kìa. Hỏi cho nó rung trước. 1, 2, 3. Biết bao nhiêu lần thất bại cũng không làm anh nản lòng, vì luôn có sự ủng hộ mạnh mẽ của gia đình. Và nỗ lực của anh cuối cùng cũng có kết quả. Trước ngày thi, anh Phương bất ngờ đón những niềm vui lớn khi mẹ ruột của anh từ dưới quê Trà Vinh cũng thu xếp lên thành phố để ủng hộ anh. Lá này là để xéo rồi nè. À, này. 7 ngày tập luyện, 7 ngày của những cố gắng không ngừng, 7 ngày của niềm vui trong sự gắn kết của gia đình nhỏ. Liệu anh Phương có vượt qua được thử thách trên sân khấu của gia đình tài tử? Phương, anh thấy thử thách này nó khó nhất là điều gì và nó dễ nhất là điều gì? Khó nhất là cái tầng thứ cuối cùng á, nó rất là khó. Gung tay là sẽ đổ hết từ tầng 1 đến tầng 2. Còn điều dễ thì nói chung là mình phải tâm lý vững vàng, mình làm thì nó kỹ càng thì sẽ được. Xin mời thử thách gia đình tài tử. Quỳnh Linh sẽ đọc lại thử thách một lần nữa. Thử thách xếp tháp bài. Bộ đầu cụ gồm 15 lá bài. Luật chơi như sau. Trong vòng 2 phút với 15 lá bài, bạn phải xếp được 3 tầng tháp theo hình mẫu quy định. Sau khi hoàn thành tầng thứ 3, tháp bài phải giữ vững trong thời gian là 3 giây. Phần thi thất bại nếu thực hiện thử thách quá thời gian quy định là 2 phút. Phần thi cũng thất bại sau khi hoàn thành tháp bài không đứng vững trong thời gian là 3 giây. Người chơi thực hiện thử thách trên bàn có trải khăn, khăn bàn do chương trình cung cấp. Người chơi xếp từng tầng tháp như hình mẫu. Nếu chưa hết thời gian 2 phút mà tháp bài bị đổ, người chơi có quyền xếp lại từ đầu, nhưng thời gian sẽ không được tính từ đầu. Ngày ghi hình tại phim trường, khi thực hiện thử thách, người chơi sẽ sử dụng một bộ bài mới giống như các bộ bài trước mà sứ giả đã giao cho thử thách cho chương trình. Phương sẽ thực hiện thử thách. Mời Phương bước về phía trước. Bạn có bao giờ bước vào sự căng thẳng như thế này chưa? Dạ chưa anh. Trước khi đi vợ có dặn dò gì không? Dạ vợ động viên thôi, cố gắng lấy 14 triệu, còn không thì lấy 2 triệu được rồi anh. Em Phương ơi, cố lên, giành lấy chiến thắng 14 triệu để đãi cả nhà một chầu hoành tráng. Gắn lên nha anh, một bầy học sinh đang đợi em đó. Anh cố gắng. Tất cả những cái gọi là hoạt động của phim trường tạm ngưng ngay lúc này. Tất cả khán giả có mặt tại trường quay ngưng thở. Giống như lá bài mình đã tập ở nhà chưa? Dạ giống anh. Ông ơi có lên. Và bây giờ thời gian 2 phút dành cho bạn Phương. Chinh phục thử thách bắt đầu. Bạn đừng lo lắng thời gian, hãy tập trung vào bởi vì thời gian còn khá dài. 20 giây trôi qua vẫn còn rất nhiều. Tháp đầu tiên đang chuẩn bị hoàn thành. Như vậy tháp thứ hai, quan trọng là ở tháp thứ hai trở lên, bạn Phương đã tìm ra nguyên tắc của nó. Chính vì vậy bạn đã thực hiện tháp trước khi để lên tháp thứ hai nhất. Nhẹ nhàng. Tháp thứ hai đã được hoàn thành thưa quý vị. Chúng ta nín thở từ giây phút này. Tháp thứ ba mới là quan trọng. 58 giây. Nín thở 44 giây 43. Chưa được rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Sửa lại tháp thứ hai còn 35 giây. Hơi rung. Bạn Phương bắt đầu rung, bắt đầu căng thẳng. Nhẹ nhàng. Tháp thứ ba mới là tháp quan trọng. Chúng ta còn 25 giây. Rất căng thẳng ở tháp thứ ba. 15 giây. Chúng ta chuẩn bị đếm ngược. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hay à. Sao rung quá vậy bạn? Hả? Nghe tiếng đồng hồ nữa thôi thúc cái tim mình nó hơi bị rung. Lúc cuối tay lạnh ngắt à. Chỉ còn khoảng tôi nghĩ rằng 2-3 giây nữa thôi thì bạn sẽ hoàn thành đấy. Dạ. Một cái sự cố gắng hết sức mình rồi. Không sao, chiến thắng thì vui, chiến thắng cũng vui, vui lên chơi cho vui. Nãy giờ vui không? Dạ. Thắng thua cũng vui, lên đây nè. Nãy giờ vui. Cô thấy hồi hộp căng thẳng không? Cũng căng thẳng. Sợ quá hả? Không sao, gia đình vẫn nhận được giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng, 1 triệu đồng của ban tổ chức và 1 triệu đồng của nhà tài trợ. Chúc gia đình sẽ có một cái tiệc nho nhỏ cũng trọn vẹn niềm vui nhé. Chúng tôi sẽ chuyển ngay lập tức với giá trị giải thưởng này với dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank. Chúc mừng gia đình. Xin chào. Như vậy là chúng ta đã trải qua thời gian rất là căng thẳng với gia đình của anh Phương thưa quý vị. Hồi hộp từng giây chờ đợi nhưng cuối cùng anh không chinh phục được khách chúng tôi. Cảm ơn ngân hàng Maritime Bank đã đồng hành với chương trình chúng tôi. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Cùng Maritime Bank gắn kết gia đình tận hưởng cuộc sống. Chương trình do công ty MCV và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.